Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Thanh Hương. Thời gian vừa qua, Thanh Hương có nhận được một câu hỏi của rất nhiều bạn gửi về, đó là: chị ơi, em nghe nhiều nam giới chia sẻ là sử dụng kem đánh răng có thể trị xuất tinh sớm và kéo dài thời gian cuộc yêu theo mong muốn của mình. Vậy thì điều này có đúng hay không hả chị? Và cho em hỏi thêm là việc mình sử dụng kem đánh răng như vậy, về lâu dài nó có gây tác hại hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh lý và việc sinh sản sau này hay không? Trên thực tế thì có rất nhiều nam giới đã áp dụng phương pháp này và thành công. Nhưng ngày hôm nay Thanh Hương sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này. Việc mà các bạn sử dụng phương pháp này nhiều nó cũng là con dao hai lưỡi. Và những bạn nào đang phân vân, băn khoăn không biết mình có nên áp dụng biện pháp này hay không thì các bạn cũng lắng nghe thật là kỹ video ngày hôm nay trước khi đưa ra quyết định nhé. Vì sao kem đánh răng lại có tác dụng trong việc chống xuất tinh sớm? Ngoại trừ các loại kem đánh răng dành cho trẻ em thì tất cả các loại kem đánh răng chúng ta sử dụng hàng ngày đều có chứa tinh chất bạc hà. Mà các bạn để ý, khi các bạn ăn lá bạc hà hay là sử dụng kem đánh răng thì toàn bộ khuôn miệng của chúng ta nó có một cái cảm giác rất là the mát, đúng không ạ? Chính vì vậy, khi các bạn sử dụng kem đánh răng để bôi lên cậu nhỏ thì nó thứ nhất là sẽ đem lại cho các bạn cảm giác rất là the mát và sảng khoái. Thứ hai là nó sẽ ức chế các dây thần kinh ngoại vi. Và các bạn biết không ạ, cái khu vực đầu cậu nhỏ hay còn gọi là quy đầu là khu vực nhạy cảm nhất trên toàn bộ dương vật của nam giới. Đây là cái nơi hội tụ tất cả những cái đầu mút dây thần kinh. Cho nên vì sao mà rất nhiều nam giới bị cái tình trạng đó là nhạy cảm bao quy đầu? Bởi nó chứa tất cả những cái đầu mút và các bạn sẽ cảm nhận được sự kích thích rõ nhất ở khu vực này. Vậy thì khi mà các bạn sử dụng kem đánh răng với một cái tinh chất bạc hà the mát như thế thì nó sẽ gây tê các cái đầu dây thần kinh, nó làm mát và nó làm tê và sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất là cái độ cương cứng nó sẽ tốt hơn này và sẽ kìm hãm được cái việc xuất tinh sớm. Thêm vào đó, kem đánh răng thì nhà nào cũng có, đúng không ạ? Và giá thành của nó thì lại rẻ, và với cách sử dụng đơn giản như vậy cho nên rất nhiều nam giới truyền tai nhau cái bí kíp này. Và tâm lý của các bạn thì rất là dễ hiểu, khi mà các bạn sử dụng một lần, hai lần, các bạn thấy là đúng là khi mà sử dụng kem đánh răng thì dương vật cương cứng tốt hơn và nó giúp các bạn kìm hãm cái việc xuất tinh sớm. Cho nên là các bạn cứ tiếp tục sử dụng. Nhưng như ngay từ đầu Thanh Hương đã chia sẻ thì biện pháp này rõ ràng nó có tác dụng. Nhưng nó chính là con dao hai lưỡi. Bên cạnh những lợi ích và công dụng mà nó đem lại cho các bạn có thể nhìn thấy ngay, thì nó cũng để lại rất là nhiều hệ quả nếu như các bạn lạm dụng và các bạn cứ sử dụng cái biện pháp này lâu dài. Tác hại đầu tiên, sử dụng kem đánh răng để chống xuất tinh sớm là nguyên nhân gây ra các bệnh phụ khoa ở cả nam giới và nữ giới. Bởi như các bạn cũng biết thì bên trong kem đánh răng, ngoài thành phần là tinh chất bạc hà thì nó còn có chứa rất nhiều những cái thành phần khác với tác dụng như là tẩy trắng hay là kháng khuẩn. Và những cái thành phần đó thì nó có thể gây ra hiện tượng dị ứng với vùng kín của cả nam giới và nữ giới. Đối với nam giới, khi bị dị ứng vùng kín thì nó có thể gây ra một số tình trạng như là rối loạn cương dương này, viêm tuyến tiền liệt này, viêm niệu đạo này. Có những trường hợp khi mà lạm dụng quá thì nó có thể gây ra cái tình trạng là liệt dương, tức là dù kích thích như nào thì dương vật cũng không thể cương cứng được. Còn đối với nữ giới thì nó lại còn nguy hiểm hơn. Bởi nam giới thì khi các bạn quan hệ xong, các bạn có thể thấy là các bạn vệ sinh cậu nhỏ của mình rất là dễ dàng bởi nó ở bên ngoài. Nhưng với nữ giới, tức là khi các bạn đưa cậu nhỏ xâm nhập vào bên trong thì kem đánh răng nó đã là tác động vào bên trong sâu âm đạo rồi. Và âm đạo thì nó là cái môi trường rất là nhạy cảm. Vậy thì khi mà phụ nữ bị kích ứng với những cái thành phần bên trong kem đánh răng như vậy thì nó có thể gây ra một số tình trạng như là ngứa và mắc các bệnh viêm phụ khoa như là viêm âm đạo này, viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung, rồi rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Và đặc biệt một điều nữa là với một số loại kem đánh răng thì nó còn có những cái hạt nhỏ li ti mà các bạn sử dụng thì khi các bạn quan hệ nó có thể gây, với cái sự cọ sát như vậy, nó có thể gây này chảy xước cái niêm mạc âm đạo và dẫn đến cái hiện tượng đó là chảy máu trong quá trình quan hệ, và nó làm tăng nguy cơ gây nhiễm trùng vùng kín cho phụ nữ. Các bạn sẽ thấy là nó có rất là nguy hiểm.
Tác hại thứ hai, lạm dụng kem đánh răng trong việc chống xuất tinh sớm còn khiến cho cả nam giới và nữ giới bị giảm ham muốn và lãnh cảm trong chuyện chăn gối. Bởi khi các bạn sử dụng trong thời gian dài như vậy, sẽ khiến cho các dây thần kinh cảm giác bị tê liệt và không còn hoạt động nữa. Lâu dần sẽ khiến cho cả nam giới và nữ giới mất hẳn ham muốn tình dục. Lý do là bởi khi mà các dây thần kinh cảm giác bị tê liệt như vậy, thì nó sẽ khiến cho cơ quan sinh dục bị chai lì cảm xúc và các bạn sẽ không còn cảm nhận được sự kích thích cũng như là khoái cảm trong quá trình quan hệ tình dục. Tác hại thứ ba, lạm dụng kem đánh răng trong việc chống xuất tinh sớm còn làm tăng nguy cơ gây vô sinh ở cả nam giới và nữ giới. Chắc hẳn đây là điều mà tất cả các bạn đều rất là lo lắng ngoại, bởi nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh sản mà. Khi các bạn nghe bất cứ một đoạn quảng cáo nào về kem đánh răng thì các bạn sẽ thấy ngoài tác dụng là gì? Kháng khuẩn, làm sạch khoang miệng, giúp cho răng trắng sáng thì nó còn có một công dụng nữa, đó là giúp cho răng của chúng ta chắc khỏe, đúng nào? Và thành phần giúp cho răng của chúng ta chắc khỏe đó chính là thành phần flo, mà đây lại là tác nhân tối kỵ của tinh trùng. Khi tinh trùng tiếp xúc với flo thì nó sẽ ngày càng bị suy yếu, bị chết dần. Chính vì vậy mà chất lượng của tinh trùng sẽ bị giảm xuống. Mà nếu như các bạn đang muốn có con, đang muốn tăng cái khả năng mang thai mà các bạn sử dụng kem đánh răng và khiến cho chất lượng của tinh trùng bị giảm như vậy, thì nó sẽ làm giảm xác suất thành công của quá trình thụ thai. Và thêm một điều nữa, đó là với tinh chất bạc hà trong kem đánh răng thì nó sẽ gây cho tử cung co bóp mạnh hơn và nó sẽ làm cản trở quá trình tinh trùng đi lên gặp trứng. Các bạn biết là cái con đường mà tinh trùng bơi vào để gặp trứng ở buồng dẫn trứng, ở ống dẫn trứng thì nó gặp rất nhiều khó khăn, mà với cái sự co bóp mạnh như vậy thì nó sẽ lại càng đẩy tinh trùng ra ngoài và nó sẽ cản trở cái việc tinh trùng gặp được trứng. Và thêm nữa, đó là nó làm tăng nguy cơ khiến cho phụ nữ bị mang thai ngoài tử cung. Và thêm một lưu ý hết sức quan trọng nữa đối với những chị em nào đang mang thai mà trong quá trình quan hệ chồng có sử dụng kem đánh răng để chống xuất tinh sớm, thì đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Bởi khi mang thai mà tử cung co bóp mạnh như vậy thì nó sẽ làm tăng nguy cơ gây sảy thai. Cho nên các bạn phải hết sức lưu ý trong việc sử dụng kem đánh răng để chống xuất tinh sớm nhé. Với những tác hại như vậy thì lời khuyên tốt nhất cho các bạn đó là hãy thật cẩn trọng khi sử dụng kem đánh răng trong việc chống xuất tinh sớm để tránh những ảnh hưởng về mặt sinh lý cũng như là sinh sản. Và những bạn nào đã sử dụng phương pháp này rồi thì cũng hãy nhớ một điều, đó là gì? Đây chỉ là biện pháp tạm thời và nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, tức là các bạn sử dụng thì nó có tác dụng, còn các bạn không sử dụng thì nó không còn tác dụng nữa. Chứ không như nhiều bạn nghĩ đó là sử dụng kem đánh răng có tác dụng đó là điều trị xuất tinh sớm lâu dài. Đây là cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm nhé. Nó chỉ có một cái công dụng đó là tạm thời, như những cái loại xịt, những cái loại bôi trước khi quan hệ thôi. Và thật sự là nếu như mà các bạn muốn sử dụng những cái giải pháp tạm thời trong những cái hoàn cảnh cấp bách, tức là bất đắc dĩ lắm chúng ta sử dụng những cái giải pháp tạm thời, thì cũng khuyên thật với các bạn là nên sử dụng những cái loại bôi hay xịt thảo dược mà nó là những cái sản phẩm chuyên dụng cho việc chăn gối, chứ không phải là cái việc mà các bạn truyền tai nhau cái bí kíp đó là sử dụng kem đánh răng. Bởi vì hãy để kem đánh răng thực hiện đúng cái chức năng và nhiệm vụ của nó. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì đừng quên dành tặng cho Thanh Hương một nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra nhiều video hơn nữa. Và khi các bạn ấn vào biểu tượng quả chuông thì các bạn sẽ trở thành người xem sớm nhất mỗi khi mà Thanh Hương cập nhật video mới. Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, có thể comment dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video trả lời thắc mắc cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.